chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Ngày 26 tháng 5, đài RT đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Tự do ở Washington. Trong bài phát biểu của mình, ứng viên Đảng Cộng hòa nhắc lại lời hứa chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng thời cam kết khôi phục hòa bình và ổn định nếu ông trở lại nắm quyền. Ông Trump nói, tôi sẽ giải quyết vấn đề Ukraine ngay sau khi trở lại Nhà Trắng. Như vậy, chúng ta sẽ không phải trả hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho cuộc xung đột của người khác. Việc chính quyền Tổng thống Biden liên tục tài trợ cho những cuộc xung đột tương tự đang đẩy thế giới tới nguy cơ xung đột toàn cầu. Tôi cam kết sẽ khôi phục hòa bình và ngăn chặn cuộc hành quân tới thế chiến thứ ba của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng nhận xét rằng nước Mỹ đang trở thành một quốc gia lụi tàn dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại. Ứng viên Đảng Cộng hòa nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của ông là chấm dứt tình trạng khủng hoảng ở biên giới, ngăn chặn việc chính phủ lãng phí tiền thuế vào các cuộc xung đột nước ngoài và bảo vệ chủ quyền Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, chúng ta đang nói về sự tự do, thịnh vượng và chủ nghĩa tư bản tại Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu ở thời điểm hiện tại sẽ hoàn toàn khác vì lượng vũ khí khổng lồ được sử dụng và ông là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến đó. Mặc dù ông Trump không nói rõ về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nhưng trước đó ông đã nói với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán rằng ông có một kế hoạch chi tiết và cam kết chấm dứt cuộc xung đột trong 24 giờ. Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, ông Orbán cho biết, nếu Mỹ không cung cấp tiền, châu Âu sẽ không thể tự mình tài trợ cho cuộc chiến này và khi đó xung đột sẽ kết thúc. Ông Orbán đồng thời nói thêm rằng, ông Trump đã chứng tỏ mình là lãnh đạo hòa bình. Tháng trước, Washington Post dẫn nguồn tin ngoại giao nói rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng muốn đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán, thúc đẩy họ đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo nguồn tin, nếu ông Trump tái đắc cử, ông nhiều khả năng sẽ liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm chức. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Một số nguồn tin tiết lộ, ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, đại diện của ông Trump đã lên tiếng bác bỏ. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, mới đây, giáo sư an ninh quốc tế Quinn Reyes tại Trường Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh đã đưa ra nhận định rằng, trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, nếu ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ lần thứ hai, Anh sẽ cần phải huy động mọi kỹ năng ngoại giao và quân sự của mình để duy trì sự bền vững của mối quan hệ xuyên đại Tây Dương giữa Anh và Mỹ. Giáo sư Reyes cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nổi tiếng về việc đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi trước công chúng. Việc ông làm như vậy trước thềm hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO vào tháng 7 năm nay rất có thể sẽ gây ra sự bất đồng giữa các đồng minh châu Âu của Mỹ. Trước những bất đồng có thể xảy ra, Anh sẽ đặc biệt lo lắng về vấn đề này do tầm quan trọng của Anh đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ trong NATO và mối quan hệ đặc biệt của nước này với Washington. Nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay, Anh sẽ phải sử dụng tất cả những nguồn lực sẵn có của mình để duy trì mối quan hệ đó vì lợi ích của chính mình và của châu Âu. Điều này sẽ đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của các chính trị gia và nhà ngoại giao mà còn cả lực lượng vũ trang của nước này. Thách thức tính chính thống là đặc điểm của ông Trump. Trước hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Mỹ, ông Trump đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ chỉ sẵn sàng bảo vệ các thành viên của liên minh chi 2% GDP cho quốc phòng. Cảnh báo này nhất quán với sự phàn nàn lâu nay của ông rằng các đồng minh của Mỹ đã nhận được sự bảo vệ quân sự của Mỹ miễn phí. Nhưng lần này, điều đó diễn ra trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng, trong đó có cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vừa công bố kế hoạch hỗ trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nếu không có sự hỗ trợ này thì Kiev sẽ phải chịu nhiều tổn thất hơn nữa trên chiến trường. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng ông không coi việc hỗ trợ Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Mỹ ở thời điểm hiện tại. Nhưng dấu hiệu thể hiện sự thờ ơ của Mỹ đối với các đồng minh xuyên đại Tây Dương đều khiến họ lo lắng và e ngại. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp ở Anh. Thực tế, mối quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ đã bị ảnh hưởng khi ông Trump cầm quyền trong bối cảnh những nỗ lực của Thủ tướng Anh khi đó là bà Theresa May nhằm đưa dự luật Brexit của bà thông qua Hạ viện bị Mỹ chỉ trích và đại sứ Anh tại Mỹ là người không được hoan nghênh tại Mỹ.
Anh luôn ủng hộ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Âu và tin rằng sức mạnh quân sự của Mỹ là trụ cột trong liên minh. Không đồng minh châu Âu nào sở hữu sức mạnh tương đương Mỹ về tài sản trinh sát vệ tinh và tác chiến điện tử, khả năng tấn công chính xác và tàng hình, năng lực chỉ huy và kiểm soát hoặc sức mạnh răn đe để đối đầu với Nga. Không quốc gia nào ngoài Mỹ có sức mạnh và khả năng gắn kết các đồng minh châu Âu bất hòa lại với nhau. Anh cũng được hưởng lợi với tư cách là đồng minh trung thành của Mỹ trong NATO và trong mối quan hệ song phương với Washington. Vào thời điểm khi Anh đã rời EU và lục địa này đang trải qua một cuộc xung đột lớn, vấn đề này dường như càng trở nên quan trọng hơn. Theo báo cáo tổng hợp năm 2023, mối quan hệ sâu rộng giữa Anh và Mỹ từ tình báo đến phối hợp quân sự và ngoại giao vẫn là trụ cột không thể thiếu cho an ninh hai nước. Vì vậy, trước việc ông Trump gieo rắc nghi ngờ về cam kết của Mỹ với NATO, Anh sẽ nỗ lực trở thành cầu nối giữa Mỹ và châu Âu. Nước này sẽ nỗ lực triển khai kỹ năng chính trị và ngoại giao tốt nhất của mình để hạn chế những ý định của Pháp về quyền tự chủ chiến lược ở châu Âu và thuyết phục Mỹ rằng lục địa này đáng được bảo vệ. Gần đây, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tới Washington để thuyết phục những nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đang dao động liên quan đến việc cung cấp gói viện trợ mới cho Ukraine, trong khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm Ba Lan và Đức. Ông Sunak đã cam kết hỗ trợ thêm 3 tỷ bảng Anh cho Ukraine từ đầu năm nay. Anh đã thể hiện cam kết của mình đối với việc chia sẻ gánh nặng trong NATO bằng cách thành lập một nhóm tác chiến ở Estonia và tiến hành giám sát trên không ở vùng Baltic. Và đây sẽ là một vấn đề quan trọng đối với chính phủ Đảng Lao động tiềm năng sắp tới. Cùng với giới tinh hoa chính trị và ngoại giao, các lực lượng vũ trang của Anh cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cam kết của Mỹ đối với khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Như cuốn sách mới viết về mối quan hệ quân sự Anh-Mỹ có đề cập đến vai trò của quân đội Anh trong việc duy trì sự hợp tác với Mỹ thường bị phớt lờ hoặc bỏ qua. Quân đội Anh luôn mong muốn trở thành đối tác được Mỹ lựa chọn, quốc gia mà họ hướng tới trong các vấn đề hợp tác quốc phòng. Do khả năng lãnh đạo tuyệt đối của Mỹ ở phương Tây cũng như sự phù hợp giữa giá trị và tầm nhìn chiến lược, Anh muốn duy trì mối liên kết chặt chẽ với Mỹ. Bằng cách này, Anh đã tìm cách đảm bảo rằng lợi ích của chính họ sẽ được ưu tiên trong các kế hoạch của Mỹ. Để tiếp cận được tư duy và kế hoạch của Mỹ, Anh tin rằng cần phải có đóng góp những yếu tố vật chất mà Mỹ coi trọng. Ví dụ, trong hai cuộc chiến tranh ở Iraq thời hậu chiến tranh lạnh, Anh đã đóng góp một sư đoàn thiết giáp như một lực lượng nhằm đảm bảo Anh ở vị trí chỉ huy thứ hai sau Mỹ. Quân đội Anh cũng đã tích cực tăng cường hợp tác với quân đội Mỹ. Vì sự không tương đồng về sức mạnh giữa hai lực lượng, quân đội Anh chưa bao giờ coi việc hợp tác với Mỹ là điều đơn giản. Nhân sự nòng cốt của Anh đã tham gia các cơ cấu phòng thủ của Mỹ và tiến hành đối thoại, trao đổi liên tục với quân đội Mỹ để hiểu rõ hơn về hướng đi của họ. Lực lượng vũ trang Anh cũng đã nỗ lực liên minh với Mỹ về mặt thể chế, bất chấp sự bất tương xứng về lực lượng của họ. Đạt được điều này trong thời bình được coi là điều kiện tiên quyết để có thể chuyển sang thời chiến. Sự liên minh giữa quân đội Anh và các lực lượng vũ trang Mỹ còn bao gồm nhiều mối quan hệ chắc và khác nhau, được thực hiện trong một số lĩnh vực chuyên biệt. Ví dụ, Hải quân Hoàng gia Anh đã liên minh chặt chẽ với các đối tác của mình trong Hải quân Mỹ, trong khi mối quan hệ giữa lực lượng đặc biệt của cả hai nước có ý nghĩa quan trọng và thiết yếu. Nhưng mối quan hệ này biến động tùy theo những mối đe dọa mà cả hai nước phải đối mặt. Thách thức trong tương lai mà quân đội Anh phải đối mặt trong việc duy trì vai trò của Mỹ trong NATO cũng như quan hệ Anh-Mỹ là rất lớn. Trong những năm gần đây, quân đội Anh đã bị thu hẹp. Ví dụ, quy mô hạm đội mặt nước của Hải quân Hoàng gia Anh và số lượng phi đội trong nỗ lực không quân Anh RAF đều giảm. Sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Anh đang bị thu hẹp lại. Việc cố gắng duy trì một quan hệ hợp tác quân sự với một siêu cường trong bối cảnh nguồn lực đang ngày càng suy giảm là điều khó khăn. Điều này càng trở nên khó khăn trầm trọng hơn bởi kế hoạch đổi mới hạm đội gồm 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Anh, chương trình Chrysler. Với ước tính mức chi tiêu cao nhất, chương trình Chrysler dự kiến sẽ tiêu tốn tới 19% ngân sách quốc phòng trước khi những con tàu này thay thế tàu ngầm Vanguard vào đầu những năm 2030. Cam kết của ông Sunak về việc tăng chi tiêu quốc phòng của Anh từ 2,3% lên 2,5% GDP vào cuối thập kỷ này là một sự thúc đẩy đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc suy giảm hiện nay đối với các lực lượng vũ trang diễn ra vào đúng thời điểm quân đội Anh muốn thuyết phục các đối tác Mỹ về sự kiên định của mình. Giáo sư Reyes kết luận, quân đội Anh có vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Mỹ rằng họ đang có sự giảm bớt gánh nặng trong NATO. Về mặt song phương, họ muốn chứng tỏ rằng Anh sẵn sàng gánh vác một phần gánh nặng quốc phòng của phương Tây. Quân đội Anh đã xây dựng một quan hệ chặt chẽ với Mỹ và thể hiện cam kết của mình với tư cách là một đồng minh gần gũi.
Điều đó đã thúc đẩy cả sự tương tác lẫn nhau và sự tin tưởng với lực lượng vũ trang Mỹ. Sắp tới, quân đội Anh sẽ vẫn tìm cách tận dụng các mối quan hệ thể chế của mình với các lực lượng Mỹ để duy trì sự hợp tác. Hy vọng rằng những hành động thiện chí mà Anh thể hiện với Mỹ sẽ tồn tại bền lâu, mặc cho những biến cố có thể xảy ra trong một nhiệm kỳ tổng thống sắp tới và duy trì sự bền vững của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong một thế giới đầy biến động.